Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với kênh Vật tư Chí Linh An Giang. Hôm nay em xin được báo giá các mặt hàng sản phẩm về các loại thuốc trừ bệnh cũng như là thuốc trừ sâu hiện đang có mặt tại cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Chí Linh để bà con mình tham khảo và có nhiều sự lựa chọn hơn. Đầu tiên, vua diệt nấm bệnh có khối lượng 100g với hai hoạt chất Phosetyl Aluminum và Chlorothalonil. Đây là sản phẩm thuốc trừ bệnh nấm phổ rộng, trừ nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Thuốc vừa có tác dụng phòng, trị bệnh ở những giai đoạn sớm. Thuốc có khả năng tiếp xúc, thấm sâu, lưu giãn mạnh 2 chiều, nên hiệu quả trừ bệnh rất là cao, có hiệu lực kéo dài, trừ bệnh bú rễ, móc xương, bệnh phấn trắng trên lá. Và liều dùng là một gói thì sử dụng từ 2 đến 3 bình máy. Nếu ngừa thì bà con mình dùng cho 3 bình, còn trị thì bà con mình dùng cho 2 bình, với giá bán là 38.000 đồng. Thứ hai là Bavacon có khối lượng 100g, là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai hoạt chất Metalaxy M 80g trên ký và Robinet 420g trên ký. Hoạt chất Metalaxy M là một loại hoạt chất có tính lưu giãn hai chiều, lưu giãn mạnh, trị bệnh tận gốc. Thuốc này có tác dụng tiếp xúc, phòng và ức chế nhiều loại nấm bệnh gây ra trên cây hoa, cây ra màu, cây ăn trái. Và liều dùng thì một gói dùng cho từ 2 đến 3 bình máy 25 lít. Cũng tương tự như vua diệt nấm bệnh thì ngừa bà con mình sử dụng cho 3 bình, còn chị thì dùng cho 2 bình, với giá bán là 49.000 đồng. Sản phẩm thứ 3, Ariwan, có khối lượng là 1kg, thành phần thì gồm có Validamycin và kèm các chất phụ gia bổ sung. Đây là một thành phần sinh học, thì Validamycin nó rất là an toàn cho cây trồng và rất ít ảnh hưởng đến môi trường, đặc trị nấm gây hại trên nhiều loại cây trồng, ngăn chặn vết bệnh nhanh chóng. Ngay sau khi sử dụng sản phẩm, hiệu lực trừ nấm kéo dài. Ariwan được đăng ký trừ bệnh khô vằn trên lá và đang được đăng ký bổ sung thêm cho nhiều đối tượng khác. Và liều dùng của Ariwan là một gói bà con mình sử dụng cho 10 bình máy 25 lít, với giá bán của sản phẩm này là 250.000 đồng. Tiếp theo, sản phẩm thứ tư, Mancozeb xanh. Thì với hai hoạt chất Mancozeb có khối chiếm 80% và Aditil chiếm 20%, đã được nhiều công ty đăng ký đặc trị nhiều bệnh hại trên nhiều loại cây trồng. Mancozeb có tác dụng nổi hấp, lưu giãn cực mạnh, hạn chế vàng lá, sương mai, thắng thư, lét sọt, chết cây, chết nhanh, đốm lá. Và liều dùng thì một gói và con mình xài cho 10 bình máy 25 lít. Với giá bán Mancozeb xanh thì giá bán là 140.000 đồng, còn Mancozeb vàng thì 120.000 đồng. Tiếp theo, sản phẩm thứ 5, Anchacon, có khối lượng là 1kg, với hạt chất Robinet chiếm 70% kèm các chất phụ gia, giúp lá lúa mình thẳng đứng và quang hợp tốt, có hiệu quả cao trên các bệnh thán thư và an toàn cho bông. Và liều dùng của Anchacon thì một gói bà con mình xài cho 10 bình máy 25 lít, giá bán là 295.000 đồng. Sản phẩm thứ 6, Remy India, có khối lượng là 500g, với hai hoạt chất kết hợp Metalaxy chiếm 80g trên ký và Mancozeb chiếm 640g trên ký. Đây là dạng thuốc trừ bệnh nấm cao cấp và tiên tiến nhất hiện nay. Tiếp xúc, nổi hấp và lưu giãn cực mạnh, phòng trừ hữu hiệu các loại thuốc khác nhau, trừ các bệnh phổ biến như bệnh thán thư trên xoài, vàng lá, rụng độc tiêu, rễ trái, nấm trái trên cam, quýt, chết nhanh, chết chậm trên tiêu, thán thư, nấm hồng, móc xương trên cà phê, phấn trắng, xương mai trên chanh dây. Và liều dùng là một gói mình dùng cho 5 bình máy 25 lít, giá bán là 170.000 đồng. Tiếp theo, sản phẩm thứ 7 của ngày hôm nay là Lingro, có khối lượng 100g, với hai hoạt chất Robinet chiếm 613g trên ký và Chilocytrobin chiếm 35g trên ký kèm các chất phụ gia, có tác dụng là đặc trị đạo ôn lúa, kháng thư, đốm lá trên nhiều loại cây trồng, phòng trừ bệnh triệt để, hiệu quả, kéo dài, rất là tiện lợi và hiệu quả kinh tế cao. Thì liều dùng là một gói dùng cho một bình máy 25 lít, có giá bán là 48.000 đồng. Sản phẩm thứ 8, Bitmer MKA, có khối lượng 100g, với hai hoạt chất Bitmer Thiazone và Jetumi Sinsuffi, có tác dụng nổi hấp, thấm sâu lưu giãn mạnh, hiệu quả cao và hiệu lực kéo dài. Thuốc quản lý các nhóm vi khuẩn gây hại trên một số cây trồng. Liều dùng một gói là mình sử dụng cho 2 bình máy 25 lít, với giá bán là 28.000 đồng. Sản phẩm thứ 9, thuốc trừ sâu Coman 150WB, có khối lượng 250g, hoạt chất
chlorpentazine và pyridaphine có tác dụng thì là một dạng thuốc trừ sâu được sử dụng để kiểm soát nhện và một số loại côn trùng chích hút trên cây trái, cây rau màu, hoa cây cảnh. Với hai hoạt chất chlorpentazine và pyridaphine tác động lên các phao sinh trưởng, trứng, sâu non và trưởng thành nên có tác dụng kiểm soát nhện, côn trùng chích hút kéo dài, trị mẩn cho rầy phấn trắng. Và liều dùng là một gói bà con mình sử dụng cho 5 bình máy với giá bán là 105.000 đồng. Sản phẩm thứ 10, thuốc trừ sâu mê thao phun là mê với dung tích 100ml hoạt chất metaplumizone chiếm 260g trên lít. Thì thuốc có tác dụng là có cơ chế tác động vào hệ thần kinh làm côn trùng biến ăn rồi chích nhanh sau vài giờ, với tác động tiếp xúc, nổi hấp và lưu giãn mạnh giúp diệt trừ triệt để các loại sâu hại đã kháng thuốc. Và liều dùng một chai xài từ 4 đến 5 bình máy với giá bán là 140.000 đồng. Tiếp theo, thuốc trừ sâu Abelite đỉnh chớp diệt sâu với dung tích là 150ml hoặc chất Indosacet chiếm 14,5%, có tác dụng thì cơ chế tác động mạnh vào hệ thần kinh làm cho sâu tê liệt, ngừng phá hại và chết ngay tại chỗ, kể cả sâu kháng thuốc thông qua con đường tiếp xúc, vị độc. Liều dùng một chai bà con mình sử dụng cho 1 hecta với giá bán là 250.000 đồng. Tiếp theo, thuốc trừ sâu Sumi 150, một phát chết ngay, lưu giãn cực mạnh, có dung tích là 90ml, hoạt chất Emametin Benzoate và Indosacet, có tác dụng là đặc trị sâu cuốn lá trên lúa. Và liều dùng là một chai xài cho 5 bình máy 25 lít, với giá bán là 115.000 đồng. Tiếp theo, sản phẩm thứ 13 của ngày hôm nay là cặp sâu Victrin, Master B và Shadow B. Đầu tiên, Master B 240SC có dung tích là 240ml, hoặc chất chlorpheniramine chiếm 240g trên lít. Hoạt chất chlorpheniramine là một loại hoạt chất trừ sâu kháng tiên tiến có tác dụng diệt trừ sâu hữu hiệu, có tính lưu giãn mạnh, xông hơi, vị độc giúp tiêu diệt sâu cực nhanh, mang lại hiệu quả cao, không sợ tái phát. Sản phẩm thứ hai, Shadowba 20EC có dung tích là 240ml, hoạt chất Emametin Benzoate chiếm 20g trên lít, có tác dụng là quản lý các loại sâu, nhện gây hại và an toàn cho cây trồng, dễ dàng phối trộn với các thuốc bảo vệ thực vật và dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu sử dụng của quý nhà nông. Liều dùng chung một cặp sâu Victrin thì bà con mình sử dụng cho 1 hecta và không được tăng liều. Giá bán là 245.000 đồng một cặp. Sản phẩm thứ 14, Rivathon 5SC có dung tích là 150ml, hoạt chất chlorantraniliprol, đặc trị sâu đục thân, sâu cuốn lá, có tác động gây liệt cơ khiến sâu ngừng ăn tức thời, kéo dài hiệu lực hơn 20 ngày. Rivathon sâu ngừng ăn ngay sau khi nhiễm thuốc. Và liều dùng một chai bà con mình sử dụng cho 2 bình máy với giá bán là 130.000 đồng. Sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay, Abekin, dung tích 240ml, hoạt chất dinotefuran và grofenofos, tác dụng diệt trừ các loại sâu hại như bọ trĩ, mũi hành, sâu đục thân, rầy cám. Abekin truy vết đục thân, diệt nhanh mũi hành. Và liều dùng là một chai bà con mình sử dụng từ 8 đến 10 bình máy với giá bán là 150.000 đồng. Và trên đây là một số báo giá các sản phẩm về thuốc trừ sâu cũng như là thuốc trừ bệnh hiện đang có mặt tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Chí Linh. Mong rằng video sẽ giúp cho bà con mình đưa ra được sự lựa chọn phù hợp để bà con mình có được những cái sản phẩm tốt cho mùa vụ canh tác, có được một mùa vụ bội thu. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.